Hello, xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình Thì dạo gần đây thì gần Noel rồi đó các bạn Thời tiết về đêm thì hạ khá là thấp Cho nên là đàn cá nó rất là dễ bị bệnh ha. Và một trong những căn bệnh mà có thể nói là mình đang rất là sợ Khi mà nuôi cá bé màu cũng như là những dòng cá khác Đó là cái bệnh nấm trắng Tại sao mình sợ nó như vậy Tại vì nó lây lan rất là nhanh, trong vòng chừng 12-24 tiếng đồng hồ là lây hết bầy luôn à, Lây rất là nhanh Lây mà nhanh thì đều muốn cỡ corona luôn đó Rồi thêm một cái nữa là gây thiệt hại rất là lớn nếu mà bạn không chăm sóc kỹ ha Và một cái nữa là tương đối là hơi khó trị một tí do là nó dai trị nó lâu ha Thì trong video ngày hôm nay thì sẵn mình có một bài cá bị nấm trắng nè mình sẽ chia sẻ các kinh nghiệm trị của mình tại vì cái kết quả trị sau một ngày của mình nó thì mình thấy nó khá là đạt kết quả tốt tốt rồi cho nên là mình muốn chia sẻ cho bạn để khi mà hiện tại hoặc là sau này các bạn mà có gặp cái trường hợp này thì các bạn cũng có một cái hướng điều trị nó rõ ràng một tí chứ không có lây quay lây quay như là cái con ruồi không đầu bay tứ lung tung nữa ha, hỏi người này hỏi người kia hoặc là lên mạng sọp vậy đó nhiều khi làm cũng không được không hay thì sẵn đây mình sẽ chỉ, chỉ chỉ trực tiếp cho mọi người luôn thì trong video ngày hôm nay thì mình có hai phần phần thứ nhất là giới thiệu cái góc nuôi cá mới của mình à mình mới giờ setup nè mọi người toàn hoàn toàn bằng thùng shop thì nếu mà setup bằng thùng nhỏ thì mình có được tầm khoảng 50 thùng nếu mà setup thùng lớn thì mình có ít hơn và mình đang làm là một hơn một nửa là thùng lớn hết à, mình mê cái thùng lớn Ha, mua cái thùng lớn có loại hơn là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là uh, thấy nó rộng rãi á, nuôi cá nó cũng hoàn phát nữa ha uh, thì uh, mình setup up uh, hơn 90% mươi rồi mọi người chưa có hoàn thiện tại vì chưa có vào vận hành mình chưa có thả cá gì hết cá mình đã dồn vô nhà gần hết rồi chỉ còn mấy cái khay đó là chỉ còn có ba khay thôi nhưng mà hồi nãy á mình thấy có cái khay cá con nó ngon quá mình đem xuống dưới thùng xốp rồi để mình đậy nắp mình dưỡng nó cho nó dễ dàng hơn Ha, chưa có gì hết nha có thể nói là chưa thả cá chưa gì hết mới ken hết toàn bộ thì tại sao nói là 90 phần trăm hơn 90 trăm tại vì chưa có vận hành chưa có vận hành à, chỉ mới thử thôi với lại khi mà vào vận hành rồi đó, thì nó sẽ có xảy ra một vài trục trặc như là xì rồi các kiểu nước nôi rồi các kiểu đó thì sẽ trục trặc tới đâu thì sẽ khắc phục tới đó ha đây cái bài cá cái uh, bài cá bể màu uh, mình mới vừa chuyển qua nè hát trên khay thì nhìn nó uống lắm sáng chưa cho ăn gì hết nha bài này là rồng ri bông nha mọi người rất là bung chưa uh, chưa hiện trống máy chưa gì hết á đã lắm cưng dễ sợ luôn á quá trời đã luôn nè mà có được có hai bốn sáu tám còn đụng tám con luôn ha, không thể tưởng không thể tưởng luôn để được có tám con mình nuôi ở ngoài này do là số lượng nó ít á mình không có đem vô nhà, mình không có đem vô nhà, há thiếu ngoài này mà không ngờ là nó này phát triển rất là tốt, ha, mình mua thùng là có mua nắp luôn, á, mua thùng là lấy luôn nắp, đó, đây không không cho nó thở, cứ thả có cá thì mỗi thùng mỗi nắp hết, đây, và vấn đề chính nào, ha, tổng quan cái góc nuôi cá của mình cho các bạn xem, để mình đứng ở góc mình quay cho nó nó sình sọ chút, đó thì đi hệ thống nước tự động rồi mình chuẩn bị là cho tự động ha cho đỡ đỡ tốn công chút xíu mỗi lần chăm nước mỗi lần mệt quá đây bệnh nhân của mình nằm trong này nè mọi người ha trước tiên để mình nói sơ một cái khi mà các bạn phát hiện ha với lại cái triệu chứng nhiều khi mọi người không có biết không có để ý được cái triệu chứng của cái bệnh này nè mình bỏ vô đây mình cắm sưởi huyết kiếm cái bài huyết kiếm sọt của mình nó bị do là mấy ngày hôm nay cứ tưởng là cái dòng này nó trâu lắm à, nó trâu hơn cá bé màu thành ra là nó sẽ không có bệnh như cá bé màu ý là đem nó vô nhà rồi các kiểu đó nó sẽ không có bệnh như cá bé màu nhưng mà cuối cùng ra thì nó lại là thằng bệnh do là mình bỏ bê ha thành ra là không có nên là chú trọng con nào mà bỏ bê con nào hết ha con bỏ bê sẽ bị bệnh thôi thì à, bữa nay thấy đỡ rất là nhiều hôm qua thấy nổi trắng, trắng phân nửa thân rồi. nè nếu mà bạn để ý các bạn thấy cái đuôi con cá này không? Hiện vẫn còn nè. À. Đó, những cái đốm li ti màu trắng đó các bạn thấy không? Trên cái vây lưng cũng vậy, trên cái vây đuôi cũng vậy ha. Trên cái vây bơi cũng vậy luôn. Đó, đó là cái 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 triệu chứng của cái bệnh này. Sao ta? À, để cho các bạn thấy rõ hơn thì mình phải làm như thế nào ta? À, để uh, lấy cái à chắc về để mình mở lát lên nè mọi người thấy không à, bệnh này thì cũng căng lắm nha mọi người à, do là mình trị thành ra là cái nước nó nè khi mà bạn để ý là bạn thấy ở trong nước nè những cái nấm đốm trắng li ti li ti bận trắng trắng đó là nấm đó nấm mình trị nó, nó 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 bung ra đó nó bung ra ngoài nước các bạn thấy không ha những cái bọn trắng trắng bơi bơi á còn mấy cái mấy cái sát trùng này là do là cái này là phân cá chứ không phải là sát trùng tại vì tại vì mình cho cá là ăn trùng chỉ đó ở hôm qua cá trống bị rất là nặng thì đó là triệu chứng thì ban công phải xử lý như thế nào bạn cần phải xử lý như thế nào vào mùa này thì thông thường á các bạn phát hiện sẽ phát hiện trầm ở cá thể thôi chứ không phải là phát hiện ở ở bầy. Ha nếu mà phát hiện sớm thì chỉ thấy ở một vài cá thể thôi. Đó, thì các bạn có thể là làm như mình, đem hẳn ra ngoài luôn nha mọi người, cần phải cách ly ra toàn cần phải cách ly ra cái góc đang nuôi cá của mọi người. Cách ly ra toàn bộ luôn. Những con cá nào bệnh là đem ra ngoài hết. Bầy cá nào bệnh là đem ra ngoài hết, đem luôn hồ cá ra luôn ha chứ để là khi mà bạn thao tác đó, nó văng nước rồi lây qua mấy hồ kia nữa cho nên là mình mới bảo là bây giờ nếu mà phát hiện cá bệnh thì các bạn cần phải cách ly hết một hồ cá cũng được hoặc là cách ly những cá thể cá bệnh cũng được nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên hết một hồ tại vì cái bài này mình có ba con thôi mình mới là đem ba con ra làm như vậy chứ nếu mà nhiều hơn thì mình cũng sẽ phải trị theo kiểu nhiều hơn nấm trắng này khi mà đã đã xuất hiện cái triệu chứng rồi á thì hầu như là những con còn lại trong bầy đều sẽ bệnh đều sẽ bệnh, à, cho nên là sẽ phải cách ly hết cái hồ cá đó đem ra một góc riêng biệt sử dụng những dụng cụ riêng biệt để mà điều trị để mà cứu chữa tụi nó và không có động đậy gì tới những cái dụng cụ đó đem vô trong là không có được nha phải xử lý rồi mới đem vô trở lại được ha đó là cái 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 mà các bạn cần phải là biết bệnh lây là rất là dữ cho nên là mình phải cách ly hết cái thứ hai nữa khi mà điều trị thì mình sử dụng muối hột và bio antibio làm theo liều à, như một cái keo như vậy thì tầm khoảng cho nó một lít nước một lít nước thì mình để mình lấy cho ăn ra sẵn mình thay nước cho tụi nó luôn đây mình lấy cho ăn của mình ra nè để sử dụng cho cá bé màu nhưng mà mình áp dụng cho trị cái này rất là hay phải nói là rất là hay tại vì nè có trong cái dành cho guppy guppy là không phải là cá bé màu nói riêng nha mọi người guppy là những loại cá cảnh à, nhỏ nhỏ nói chung đó thì có nấm trắng nữa thì mình sử dụng à, kết hợp chung với lại muối hột thì hai loại đó đưa vô là hiệu quả rất là tốt hiện tại thì nó đang có hiệu quả rất là tốt và làm theo liều nha mọi người. Như một lít nước này thì mình cho nó tầm khoảng Lấy cái mũ này đi. Nè, một lít nước này thì mình cho nó tầm khoảng à, bao nhiêu đây muối, chút chiếu muối thế nào? À, chút chiếu muối dày. Rồi à, múc cho một chút chiếu antibio như cái này. Thì antibio nó dạng nước nhưng mà mình lấy cái cán muỗng này mình múc được nè thì tầm khoảng nửa xe à, không được nửa xe chút chiếu à ha làm như liều thì cá thì các bạn đánh như liều nó mới là đánh như liều hướng dẫn nó mới là hiệu quả tốt đánh quá liều thì quay ra là có hại mà đánh không phê đó, thì nó sẽ không hết bệnh ha và sưởi nha cái mùa này là phải đánh sưởi à cái hồ nhỏ quá mình không chơi sưởi được mình chơi theo cái kiểu mà sưởi cho cái hồ bự rồi mình nhúng cái hồ nhỏ vô nè đó mình đánh sưởi sưởi này thì mình hôm qua mình chỉnh là buổi chiều quá là mình chỉnh là 28 độ nhưng mà tối mình dở ra thì thấy nó hơi thấy nó hơi mà nóng nóng á thì mình chỉnh qua là thành 27 độ do là cái lượng nước của mình ít là 26 nè cái mắt chính giữa 26 và 28 đó mắt chính giữa 26 và 28 là 27 độ thì mình dặn cho bạn xem đó 28 mắt chính giữa nè thấy cái điểm máy không các bạn thấy cái điểm trắng không là 27 mình chỉnh 27 độ cho nó đỡ nóng thôi ha tốt nhất là 28 độ thì che gió luôn che gió luôn mọi người có dụng cụ gì các bạn đựng được cá đó hoặc là các bạn vớt cá ra ngoài luôn thay cho nó một cái hồ mới luôn cũng được ha, cách ly cái nguồn bệnh đi là cái hồ của các bạn đã có mầm bệnh rồi cho nên là các bạn cần phải cách ly à, thay cái hồ mới luôn cũng được không thành vấn đề hết xử lý cái hồ cũ. Hồ cũ ở trong kia thì mình đã ngâm thuốc kiếm rồi. Đó. Thì mỗi ngày thì các bạn sẽ phải thay nước và chăm nước, chăm thuốc cho nó một lần. Các bạn uh, hơi lạnh, bữa nay nước hơi lạnh. Đem ra ngoài nha, đem ra ngoài xa xa đừng có cho nước nó văng trở lại vô mấy cái hồ cá của mình. Lúc đó thì có việc đó. Ha mình thì sẽ thay 50% nước 50% nước tại sao mình phải thay nước và chăm thuốc lại lý do là khi mà mình đánh khi mà mình đánh mà có hiệu quả rồi á thì bạn thấy cái những cái bào tử nấm á những bào tử của khuẩn nấm rồi nó tróc ra nó lơ lửng ngoài nó lơ lửng ngoài cái hồ của mình nó lơ lửng ở ngoài rồi các bạn để con cá trong đó thì nó sẽ có cơ hội để nó bám trở lại chủ yếu là thay nước là để loại bỏ loại bỏ những cái những cái đốm nấm đó à, khi mà nó bị tróc ra rồi thì mình loại bỏ loại bỏ bằng cách thay nước thì không nên thay 100% nha tại vì thể trạng con cá nó đang rất là nó bị bệnh mà nó yếu cho nên là các bạn thay nếu mà bạn thay 100% luôn thì nó rất là dễ bị sốc à, dễ bị sốc thì chăm nước chăm thuốc chăm muối lại thì có cái này nè Có nhiều bạn không hiểu nè sẵn mình cũng nhắc luôn à, Mình đổ ra bao nhiêu nước thì mình chăm cái lượng thuốc lượng muối tương ứng với bấy nhiêu nước để giữ nồng độ thuốc nha mọi người thì cũng như là một lít nước thì mình cho bao nhiêu đó muối thì mình thay 50 phần trăm rồi mình trăm năm phần trăm nước mới vô thì mình cho phân nửa phân nửa liều còn thay 30 phần trăm thì mình thay 3 phần 10 liều ha chứ không phải là, là là là, là cho nguyên liều đâu nha mọi người hay bị hay bị hay bị ấy chỗ này nè mọi người các bạn nhất là các bạn nhỏ hay bị lộng cộng cái chỗ này hay bị lộng cộng cái chỗ đó một chút chiếu Hả? phân nửa liều là được rồi như mình thay 50% thì mình cho lại 50 phân nửa liều à, Là ok Sau đó thì cứ giữ nguyên như vậy Ngày mai làm tiếp tục Thì cái bệnh này thì trị khá là lâu hết nha các bạn Khá là lâu hết Tầm khoảng từ 3 tới 7 Từ 5 tới 7 ngày gì đó Nếu mà có Nếu mà phát hiện sớm thì có thể là từ 3 tới 5 ngày Nhưng mà mình tất Cả một liệu trình của mình luôn là tầm khoảng 10 ngày Lý do là các bạn biết sao không khi mà cá nó hết bệnh rồi á nó vẫn còn rất là yếu ha à, cho nên là các bạn cần phải là cho nó phục hồi sức khỏe à, phục hồi sức khỏe đâu lại thì cũng vẫn giữ giữ cái môi trường đó nhưng mà mình không đã hết bệnh rồi thì mình không cần chăm muối chăm nước rồi lại cứ thay nước thường xuyên cho tụi nó giữ cho cái hồ của nó sạch cho ăn đều độ rồi vô giữ nhiệt độ tốt là ok à, cái đó là cái, cái 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 phương thức phục hồi chứ nhiều bạn mà thấy cá hết cái thả trở lại vô hồ là bệnh nữa nha phải cho nó phục hồi rồi khỏe khoắn rồi đàng hoàng đi nữa đi trở lại rồi mình mới là, 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 là thả trở về hồ ha cái cách cái cách này thì mình thấy khá là hiệu quả nè mình sử dụng bio thì thấy nè hôm qua con cá trống bị rất là nặng thật sự hôm qua bé cá trống của mình là hôm qua bé cá trống của mình đó mình thấy nó rất là nặng nhưng mà bữa nay thì nó hết rồi nè chỉ còn cái bà cá mái này là còn nè đó ha thể trạng con cá nó bự hơn thì các bạn có thể là đánh thuốc nhiều hơn tí đánh muối nhiều hơn tí cũng được thôi thì à, chia sẻ kinh nghiệm với mọi người như đó với lại giới thiệu cái góc nuôi cá mới đó hôm nay chủ yếu là mình giới thiệu cái góc nuôi cá với mọi người đó rồi à, à, chỉ cho mọi người chia sẻ cái kinh nghiệm chị nắm trắng của mình cho mọi người chủ yếu là phải cách ly ra nha mọi người chủ yếu là phải cách ly ra cách ly ra cho để nó lây hết những cái hồ cá khác là toan đó nha thiệt hại rất là bự à, cách ly ra ngoài hẳn ngoài luôn thay nước sử dụng những dụng cụ riêng biệt luôn để trị cho tụi nó chứ không phải là không có được mà nhúng lộn xộn nha nhúng lộn xộn là lây tùm lum tà la hết ha chú ý kỹ kỹ lưỡng chút xíu là ok thôi bye bye chào làm việc mọi người thì bài này thì tầm khoảng hai ba ngày nữa mình sẽ cập nhật lại cho mọi người xem xem mình trị nó như thế nào nha bye bye hẹn gặp lại